Anh xin kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình Thông báo sinh hoạt cộng đồng. Thưa quý vị, chúng ta đang bước vào những cái ngày tháng cuối cùng của năm 2017 để cùng chào đón cái Tết dương lịch năm 2018. Và điều đó cũng đồng nghĩa với cái việc là người Việt Nam của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới sẽ tưng bừng chào đón cái Tết âm lịch sắp tới, Tết Nguyên đán sắp tới. Và thưa quý vị, hàng năm thì tại San Diego của chúng ta, Hiệp hội Người Việt hợp tác cùng với Liên hội Tuổi trẻ VAYA sẽ tổ chức một cái hội chợ Tết rất là tưng bừng, rất là quy mô và rất là long trọng. Và năm nay cũng vậy. Và ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị gặp gỡ với hai vị khách mời của chúng ta, đó là Alex Nguyễn từ VAYA, yeah. Và bên cạnh Vân Anh là chị Susan Nguyễn, chị là thành viên của Ban điều hành Hiệp hội Người Việt San Diego. Yeah. Trước hết chào Susan và Alex. Chào, chào chị Vân Anh. Và cũng đã lâu rồi không có xuất hiện trên đài VNTV. Trước hết thì em xin chúc anh chị đài VNTV cùng tất cả quý vị đang xem chương trình một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành bên gia đình và người thân. Và Alex, và thay mặt cho Liên hội Tuổi trẻ, và cũng kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới dồi dào sức khỏe. Và nhắc tới hội chợ Tết năm nay thì chúng ta có một cái chương trình để mà gây quỹ cho hội chợ Tết. Và hội chợ Tết năm nay là năm thứ 13 mà đã 5 năm làm lại ở tại công viên Neo Mesa. Đây là một chỗ mà làm rất là lâu nhất trong cái hội chợ Tết San Diego. Việc trước nhất là ở tại Qualcomm, rồi tới Balboa Park mà Mira Mesa đã hơn 5 năm rồi. Mà tại sao mà ở Mira Mesa hơn 5 năm là tại vì ở chỗ đó cũng rất là đông người Việt, mà cộng đồng của dân Mira Mesa cũng coi như là mỗi năm đều mong mỏi cái sự tổ chức của hội chợ Tết tại Mira Mesa, và họ nhất định là phải giữ cái hội chợ Tết tại Mira Mesa. Vâng, thưa quý vị, Hiệp hội Người Việt San Diego là một tổ chức vô vụ lợi đã góp mặt tại San Diego trên 30 năm qua, hàng năm với những cái sinh hoạt để mà gìn giữ những cái văn hóa của người Việt Nam của chúng ta tại hải ngoại. Và tổ chức hội chợ Tết là một trong những cái sinh hoạt mà Hiệp hội Người Việt đã dày công trong suốt 30 năm vừa qua, đặc biệt là trong 5 năm gần đây thì hợp tác cùng với các em bên Liên hội Tuổi trẻ. Và Alex là một khuôn mặt rất là quen thuộc. Và như là Alex đã nói, trong 5 năm vừa qua cái địa điểm tổ chức hội chợ Tết của chúng ta tại công viên Mira Mesa. Và tại sao mà ai cũng trông mong là tại vì rất là đặc biệt, thưa quý vị. Đó là cái hội chợ Tết này, Hiệp hội Người Việt cùng với Liên hội Tuổi trẻ đã tổ chức một cái hội chợ Tết rất là sống động, rất là quy mô. Và cái quan trọng hơn nữa là miễn phí. Tất cả mọi người đến tham gia. Và không phải chỉ cho cộng đồng người Việt Việt Nam của chúng ta, mà cho cả người bản xứ cũng như các cộng đồng bạn, phải không? Con số mà tham dự, Alex có nghĩ là lên đến con số bao nhiêu ngàn không? Tháng năm thì ước lượng khoảng chừng 20-25 ngàn người tới. Mà sự đặc biệt nhất là tự nhiên là không phải chỉ có người Việt mà là người Phi Luật Tân, xong mọi người của Mira Mesa, dân Mira Mesa tức là dân là Phi Luật Tân, hoặc Chinese hoặc là coi như Trung Hoa, rồi dân bản xứ là những người Mỹ, họ vẫn tới tham dự và họ vẫn thích những hội chợ Tết chợ Tết này, tại vì họ nói là ở Mira Mesa ít khi nào mà có một cái hội chợ Tết lớn như vậy, chợ không phải chỉ nói hội chợ Tết mà hội chợ thật là lớn. Mà cũng tại vì hội chợ Tết này mà những hội chợ khác đã đến với Mira Mesa, như là Asian Cultural Festival cũng tổ chức ở tại Mira Mesa. Tại vì khi mà Liên hội Tuổi trẻ đã dời cái hội chợ Tết đến Mira Mesa, họ thấy là cái công viên Mira Mesa rất là cứ như là hữu dụng và rất là lớn, mà làm một hội chợ Tết rất là nhiều quy mô và công phu. Vâng, và thưa quý vị, và đó là lý do tại sao tất cả chúng ta cùng phải chung tay với Hiệp hội Người Việt, cùng với ban tổ chức, đó là Hiệp hội Người Việt và Liên hội Tuổi trẻ VAYA, để cái mỗi năm hội chợ Tết của chúng ta càng lớn hơn, càng có nhiều tiết mục sinh động hơn, hấp dẫn hơn. Và đặc biệt là chúng ta sẽ nhìn lại, sẽ thấy được hình ảnh những cái Tết Việt Nam cổ truyền ngay trong cái hội chợ Tết của chúng ta. Và làm sao để tổ chức được quy mô hay hơn, có nhiều người đến tham gia hơn, chương trình phong phú hơn mà lại miễn phí cho mọi người, thì chắc chắn là sẽ cần sự giúp đỡ rất là nhiều về kinh phí, về tài chính, phải không quý vị? Và đó là lý do tại sao sắp tới đây, vào ngày thứ 6, 12 tháng 1 sắp tới, Hiệp hội Người Việt cùng với Liên hội Tuổi trẻ, ban tổ chức của hội chợ Tết sẽ tổ chức một chương trình gây quỹ
rất là đặc biệt có tên là Giấc mơ mùa đông. Thì ngày hôm nay, chương trình ngày hôm nay là chúng tôi chủ đích để mời quý vị cùng đến tham dự, cùng góp một bàn tay để tổ chức cái hội chợ Tết của chúng ta. Thì bây giờ, thưa quý vị, trên màn ảnh quý vị thấy là có một cái poster, đó là chương trình dạ tiệc gây quỹ, thưa quý vị, để giúp cho hội chợ Tết tại San Diego của chúng ta vào năm 2018 tại công viên Miramisa có tên là Giấc mơ mùa đông. Thì quý vị đến đây, quý vị sẽ thưởng thức một chương trình văn nghệ rất là đặc biệt. Quý vị sẽ cùng có chương trình dạ vũ, và bên cạnh đó là cũng sẽ có những cái món ăn cho chúng ta. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa quý vị đang theo dõi chương trình Thông báo sinh hoạt cộng đồng của VNTV để cùng thông báo đến quý vị, mời gọi quý vị đến với chương trình dạ tiệc gây quỹ yểm trợ cho hội chợ Tết San Diego tại Miramisa. Ban tổ chức là Hiệp hội Người Việt cộng tác cùng với Liên hội Tuổi Trẻ VAYA. Chương trình dạ tiệc này có tên là Giấc mơ mùa đông, sẽ được tổ chức tại nhà hàng Lee's Garden, một cái nơi rất là quen thuộc của chúng ta. Giá vé là, thưa quý vị, VIP là 65 đồng. Vân Manh được biết là VIP, bao ẩm thực đó chị. VIP thì sẽ có bao ẩm thực trong đó. Và giá vé đồng hạng là 45 đồng. Mời quý vị gọi ngay cái số điện thoại mà chúng tôi có trên màn ảnh để book ngay những chiếc vé để tham dự cùng với ban tổ chức. Và cái điều quan trọng, thưa quý vị, đó là cùng yểm trợ tinh thần cho Liên hội Tuổi Trẻ, Hiệp hội Người Việt, để cho ban tổ chức tiếp tục có cái bầu nhiệt huyết để tiếp tục tổ chức hội chợ Tết hàng năm cho chúng ta tham dự, phải không quý vị? Cho nên buổi tối đằng nào thì chúng ta cũng ăn tối hoặc là đi xem ca nhạc rồi, thì đây là một cái cách giúp đỡ cho ban tổ chức hữu hiệu nhất. Một lần nữa, chương trình Giấc mơ mùa đông dạ tiệc gây quỹ cho hội chợ Tết San Diego tại Miramisa do Hiệp hội Người Việt và Liên hội Tuổi Trẻ VAYA tổ chức, chương trình vào ngày thứ Sáu 12 tháng 1, chương trình vào lúc 6 giờ tối. Dạ, mời chị. Vâng, và cũng rất là nhiều người hỏi tại sao mà cái chủ đề là Giấc mơ mùa đông. Thì Alex biết là, cho biết là tại vì ban tổ chức chọn cái chủ đề này là vì mùa đông về thì mình mơ là mơ gì? Mơ à, lại thích mơ lắm. Thì mơ là khi mà Tết đến và mùa xuân đến cho nó ấm. Tại vì mùa đông, dù mình ở San Diego không lạnh bằng những tiểu bang khác, nhưng mà vẫn lạnh. Và đối với dân San Diego là 60 độ là lạnh, rất lắm lạnh rồi. Bởi vì vẫn mơ là khi mùa xuân đến, những cái mà hoa mùa xuân như là hoa đào, hoa mai nở và những cái ấm cúng của gia đình của chúng ta. Vì vậy cho nên là để chủ đề là Giấc mơ mùa đông, để mà mơ về mùa xuân và những cái ấm cúng của gia đình và những ấm cúng của những hội chợ Tết của San Diego. Kính mong quý vị hãy hưởng ứng và yểm trợ cho cho hội chợ Tết được thành công. Đúng rồi, và nhất là hội chợ, mà nếu mà hội chợ Tết thành công thì vậy dạ tiệc này phải thành công chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Mà vâng, và cũng như mà quý vị cũng đang muốn là cái chủ đề của hội chợ Tết năm nay là gì, thì chúng ta đã nói một chút là như hoa mai, hoa đào là những cái hoa của, như hoa cúc, hoa mai, hoa đào và hoa thọ là hoa của Tết. Vì đó mà năm nay chúng ta gọi cái chủ đề là Xuân với muôn hoa. Tại vì mùa xuân đến thì hoa nở, thì chúng ta đã là xuân rồi. Mà mấy năm khác thì những cái chủ đề cũng hơi buồn. Tại vì như là xuân ly hương, xuân xa hương và có những kỷ niệm bao nhiêu xuân. Nhưng mà đây năm nay đã hơn là 42 năm ly hương. Mà đây là cũng là lần đầu tiên là 13 năm thành lập hội chợ Tết San Diego. Tức là đã thành một quân giáp rồi. Cho nên bây giờ chúng ta có một cái hội chợ Tết mà cái chủ đề cũng hơi vui một chút. Cho nên gọi là Xuân với muôn hoa. Và số điện thoại để quý vị có thể liên lạc để có thể những tấm vé tham dự chương trình Giấc mơ mùa đông. Một lần nữa, số điện thoại là 858-397-8305, 858-740-4767 và 619-808-6934. Xin chúc cho chương trình Giấc mơ mùa đông thật là thành công và hẹn gặp quý vị trong chương trình Giấc mơ mùa đông vào thứ Sáu 12 tháng 1 năm 2018 tại Lee's Garden vào lúc 6 giờ tối. Chào Alex và Susan. Dạ, kính chào quý vị. Rộn vang chào Tết, 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 đã đến đây rồi, Tết, 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 đến muôn nhà, Tết, Tết, Tết.